Xin chào tất cả các bạn, mình là Chiến, mình từ Bartender Game. Và hôm nay mình có mặt tại Tap Tường Long. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài level thứ 4 trong Mia Bartender. Và bài thứ 4 là bài tiếp diễn của bài 3. Thì bài 3 chúng ta đã học và chúng ta sẽ có 3 bước rồi. Bài thứ 4 sẽ thêm 2 bước nữa. Mình sẽ tập ôn lại bài 3 nhé. Bài 3 chúng ta sẽ bắt và xoay cổ chai. Bài 4 thì chúng ta sẽ có thêm 2 bước nữa là bước xoay chai và thả và bắt lại là bước thứ 5. Mình sẽ làm lại nhé. Mình sẽ kết hợp cả bài 3, bài 4 sẽ bung và bắt đến bước thứ 5. Sẽ lại lần nữa. Đây, bước thứ 4 mình sẽ bung sai và bước thứ 5 mình sẽ bắt lại và rót rượu. Mình sẽ kết hợp cả bài 3, bài 4 cho các bạn xem nhé. Rót rượu. Và bài 4 xin kết thúc lại đây ạ. Tạm biệt các bạn.